Chào các bác nhá. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bác một cái sản phẩm mặt đeo dây chuyền. Thì cũng rất là lâu rồi và nhiều anh em hỏi mặt đeo dây chuyền thì hôm nay có hàng. Các bác nào mà muốn đặt hàng ấy thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại. Có hàng thường, hàng đẹp, hàng VIP. Thì cái thằng hàng VIP này soi nó đỏ rực hết. Đây, hàng VIP này. Hàng VIP soi chỗ nào nó đỏ đấy, hàng thường thì nó đỏ ít thôi, nó không đỏ au như này đâu. Hàng thường thì nó rẻ mà, hàng VIP thì hàng hàng đẹp thì nó ở mức trung bình thôi, nó không được soi chỗ nào nó cũng đỏ như này. Ừ, nha các anh nha. Đây đây là hàng, đây gọi là hàng thường, xếp vào loại hàng thừa. Hàng đẹp, hàng đẹp không nhiều tinh dầu cho lắm. Đây hàng hàng VIP nó phải như này. Đó này. Đó. Đây. Hàng VIP nó phải như này các bác nha. Rất là ok. Hàng đợt này rất là đẹp. Đây là hàng đẹp. Mẫu hàng đẹp. Đó. Bác có thể xem và cũng như tham khảo, nó có hai mẫu, một là mẫu này này, mẫu này đây, và hai là mẫu này, hai mẫu đây. Bác thích mẫu nào thì có thể là nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi. Hai mẫu này nó cũng giống nhau mà, nó chỉ khác cái bên trên thôi đúng không, nó chỉ khác cái đầu thôi, khác cái chỗ này nó tròn này thôi. Còn hai ông di lặc thì đều như nhau hết, bên dưới là như nhau hết. Ngồi trên tiền vàng, tiền kim tiền, và một ông thì có hào quang, còn một ông thì có cái gì đây, đó. Cái này nó lại trang trí mà. Rất là đẹp các bác, điều khác rất là tinh xảo nhá. Hàng đợt này các bác yên tâm, rất là chuẩn luôn. Các bác nào mà muốn sở hữu một chiếc để đeo cổ như thế này thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại để một cơ shop có thể là giao hàng tận nơi cho các bác, thanh toán tại nhà. Đây hàng VIP đây các bác thấy chưa, phát quang đỏ rực như này. Rất là ok, rất là đẹp, tinh dầu của nó rất là thơm nhá. Đây các bác này, đây cái mặt mặt này là mặt hình vuông, mặt là để ví hoặc là chúng ta để vào đâu đấy, để trong túi, để trong ví ấy, mình đút vào ví nó thơm, hoặc là mình dùng làm mặt đeo cũng được, bọc bạc bọc vàng bên ngoài để đeo mặt vuông này, nó rất là hay. Đó. Nu huyết long đây, mà miếng mặt nu huyết long nhá, cũng là mặt đeo thôi. Rất là đẹp. Các bác nào thích có thể đặt hàng. Rồi, hôm nay clip ngắn thôi, giới thiệu các bác thế thôi. Vòng, vòng vèo hôm nay đặt hàng cũng rất là nhiều các bác, muốn chia sẻ với anh em. Thì các bác đặt hàng thì các bác nên, ví dụ đặt vòng thì nên là nói rõ là vòng hạt tròn hay vòng đốt trúc, hay là size bao nhiêu ni, cỡ tay bao nhiêu các bác, bao nhiêu cân thì tôi mới dễ dàng tư vấn cho các bác được. Các bác đừng hỏi chung chung bảo là vòng huyết long bao nhiêu tiền một cái, tôi không biết đâu mà trả lời đâu, vì mỗi size kích thước nó lại khác nhau, giá khác nhau. Nhớ các bác nhá, các bác làm ơn đặt hàng thì hỏi nó rõ ràng, nó chi tiết. Các bác bao nhiêu cân các bác báo luôn đi để tôi tư vấn cho nhá. Chào các bác nhá.